Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta cùng đến với Unit 5 Natural Wonders of Vietnam, những kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài A Closer Look 2. Trước khi đến với nội dung chính của bài học, cô mời các em cùng đến với phần tổng hợp từ vựng. Chúng ta cùng đến với từng từ xuất hiện trong nội dung chính của bài học hôm nay. Biết cách đọc phiên âm cũng như là nghĩa của các từ các em nhé. Number 1. Plaster, băng gạc y tế. Plaster, plaster. Number 2. Sleeping bag, sleeping bag, sleeping bag, túi ngủ. Number 3. Backpack, backpack, ba lô. Number 4. Canvas, la bàn. Number 5. Sunscreen, kem chống nắng. Number 6. Scissors, kéo. Number 7. Mountain, núi. Number 8. Waterfall, thác nước. Number 9. Desert, sa mạc. Number 10. Island, hòn đảo. Number 11. Guide, hướng dẫn. Number 12. Holiday, kỳ nghỉ. Và cuối cùng, explore, khám phá. Chúng ta cùng đến với phần đầu tiên. Vocabulary. 1. Write a word under each picture. Practice saying the words. Ở phần này, em sẽ cần viết các từ dưới mỗi bức tranh. Hãy thực hành nói các từ. Ở đây chúng ta có 6 bức tranh và từng bên đó là có 6 từ. Đây đều là những từ mà cô đã vừa luyện đọc cho các em cũng như là hướng dẫn chúng ta nghĩa của các từ rồi. Chúng ta cùng đến với phần đáp án game nhé. Number 1. Plaster, băng gạc y tế. Number 2, sunscreen, kem chống nắng. Number 3, sleeping bag, túi ngủ. Number 4, scissors, kéo. Number 5, backpack, ba lô. Number 6, compass, la bàn. Two. Complete the following sentences. Use the words in one. Ở phần này, nhiệm vụ của em là hãy hoàn thành những câu bên dưới, sử dụng những từ ở bài tập số 1 nhé. Ở đây chúng ta cùng ôn lại các từ. Chúng ta có 5 từ, có 5 chỗ trống và có 6 từ. Plaster, băng gạc y tế. Sleeping bag, túi ngủ. Backpack, ba lô. Converse, la bàn. Sunscreen, kem chống nắng. Và scissors là cái kéo. Number 1. We lost. Please give me the. Chúng tôi đang bị lạc. Hãy đưa cho chúng tôi cái gì đó. Vậy lạc thì chúng ta sẽ dùng trong tình huống này là compass, là la bàn. Number 2. It's so sunny today. I need to put on some. Hôm nay trời khá là nắng. Sunny. Tôi cần phải thoa một ít cái gì đó. Đây chúng ta thấy trời nắng thì chúng ta sẽ dùng đến kem chống nắng, sunscreen. Number 3 is very useful when you go camping overnight. Một cái gì đó thì rất là hữu ích khi mà bạn phải phải đi cắm trại qua đêm, overnight. Thì đây chúng ta thấy là đi cắm trại qua đêm thì chúng ta sẽ rất cần một cái dụng cụ, đó là sleeping bag, túi ngủ. Number 4, I've finished packing. All my things are in mine. Tôi vừa mới đóng gói đồ đạc quần áo xong ạ. Tất cả mọi thứ thì đều ở trong cái gì đó của tôi. Vậy thì một thứ nào mà đựng được các cái đồ đạc quần áo
thì các cái dụng cụ đó là backpack là cái ba lô. Number 5, my foot hurts. Cái chân của tôi bị đau. I need to put it on my foot. Tôi cần phải đặt một cái gì lên chân. Vậy thì ở đây dán cái gì lên thì chúng ta còn từ tiếp theo là từ plaster. Còn cái từ scissors chúng ta sẽ không dùng kem nhé. 3. Now put the items in order of usefulness. Number 1 is the most useful. Number 6 is the least useful on holiday. Ở bài số 3 chúng ta sẽ sắp xếp các cái dụng cụ items theo cái trật tự của cái mức độ hữu ích. Ở câu số 1 thì bắt đầu ở câu số 1 là những cái mà có hữu ích nhất, có công dụng nhất, và đến số 6 là cái mà ít hữu ích nhất trong một kỳ nghỉ. Thì cái này là phụ thuộc vào cái mức độ, cái sự cần thiết cái dụng cụ đó của chúng ta thôi, đúng không? Chúng ta sẽ sắp xếp để tùy theo cái nhu cầu, cái đánh giá của mình, cái nhu cầu đối với cái vật dụng đó thôi. Ví dụ ở đây cô thấy là the most useful là hữu ích nhất đối với cô thì đó là sunscreen, là kem chống nắng chẳng hạn. Sunscreen là kem chống nắng. Thứ hai thì cô rất cần một cái ba lô, backpack. Tiếp theo là cô cần những cái gạt y tế chẳng hạn, plaster. Tiếp theo nữa thì rất là cần cái kéo, scissors. Tiếp theo là cần một cái túi ngủ, sleeping bag. Và cuối cùng là compass. Pronunciation. T and D. Đến phần này chúng ta sẽ đến với kỹ năng phát âm. Kỹ năng phát âm của chúng ta sẽ được đến với hai âm, đó là âm T và âm D. Number 4. 4. Listen and repeat the words. Thông thường thì về mặt chữ viết và về mặt phát âm thì âm T và âm D là hai nguyên âm. Chúng ta khá là dễ nhận biết được hai âm này xuất hiện trong từ, đúng không nào? Về mặt chữ viết thì chữ chi thì nó cũng phát âm là T trong trường hợp này. Còn những cái chữ phụ âm, chữ D thì nó cũng phát âm là D. Vậy chúng ta lưu ý là hai cái nguyên âm này thì nó khá là dễ nhận biết các em nhé. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là hãy nghe và nhắc lại các từ. Unit 5. Natural Wonders of Vietnam. Page 51. Pronunciation. T and D. Activity 4. Listen and repeat the words. T. Mountain. Mountain. Waterfall. Waterfall. Desert. Desert. Plaster. Plaster. D. Wonder. D. Wonder. Island. Island. Guide. Guide. Holiday. Holiday. 5. Listen and repeat. Pay attention to the bold typed parts of the words. Ở phần 5, em sẽ nghe và nhắc lại. Hãy lưu ý đến những cái phần mà được in đậm trong từ em nhé. Ở đây chúng ta sẽ thấy là hai các cái chữ cái được in đậm đó là chữ T và chữ D. Vậy chúng ta hãy lưu ý là xem cách phát âm của nó như thế nào. Có liên quan gì đến hai âm mà chúng ta vừa học không? Chúng ta hãy chú ý lắng nghe em nhé. Đầu tiên chúng ta hãy nghe máy. Unit 5. Natural Wonders of Vietnam. Page 51. Pronunciation. T and D. Activity 5. Listen and repeat. Pay attention to the bold typed parts of the words. 1. Where's my hat? Oh, it's on your head. 2. Where do they stay on their holiday? 3. I need some meat for my cat.
4. The Sahara is a very hot desert. 5. I want to explore the island by boat. Ở đây chúng ta thấy là những cái âm này đều được bật. Tuy nhiên những âm mà đứng ở đầu, tức là cái chữ đấy nó đứng ở đầu, âm đó đứng ở đầu thì nó được đọc có vẻ rõ ràng hơn đúng không nào? Chúng ta cùng đến với nội dung của từng câu nhé. Number 1, where's my hat? Cái mũ của tôi ở đâu? Oh, it's on your head. Oh, nó trên đầu của bạn. Number 2, where do they stay on their holiday? Họ thì nghỉ ở đâu trong cái kỳ nghỉ của mình? Number 3, I need some meat for my cat. Tôi cần một ít thịt cho con mèo của tôi. Number 4, the Sahara is very hot desert. Sahara là cái sa mạc rất nóng. Number 5, I want to explore the island by boat. Tôi muốn thám hiểm khám phá cái hòn đảo bằng thuyền. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Một bài học rất thú vị liên quan đến những vật dụng cần thiết cho một chuyến đi, cũng như là cách phát âm hai âm th và d. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tới.